Việt Nam đã và đang trở thành tổ của nhiều đại bảng kinh tế, sở hữu hệ thống nhà máy lắp ráp và sản xuất hiện đại. Theo đó, nhu cầu ngành công nghệ kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật cơ điện tử với sự kết hợp giữa điện tử, khoa học máy tính và cơ khí sẽ ngày một tăng cao. Cơ hội việc làm cho sinh viên tốt nghiệp ngành công nghệ kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật cơ điện tử là vô cùng rộng mở, không chỉ tại Việt Nam mà còn trên thế giới với mức thu nhập ổn định và hấp dẫn. Sau 2 năm học tại Melbourne Polytechnic Việt Nam, sinh viên có kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp đa dạng trong các lĩnh vực khoa học máy tính, điện tử, cơ khí và điều khiển tự động, có thể đảm nhiệm các vị trí công việc chuyên môn tại các doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Là ngành kỹ thuật đặc thù, vì vậy, sinh viên cần có một số các tố chất để quá trình học tập tốt hơn và các tố chất này vẫn sẽ được đào tạo qua quá trình học tập. Ngành công nghệ kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật cơ điện tử là sự kết hợp giữa các ngành điện tử, khoa học máy tính và cơ khí trong một hệ thống điều khiển cơ khí điện nhằm tạo ra các hệ thống, quy trình tự động hóa giúp nâng cao năng suất và cải thiện chất lượng lao động. Với chương trình học 100% từ Melbourne Polytechnic, trường đào tạo ngành nghề hàng đầu tại Úc, cập nhật hàng năm, sinh viên Melbourne Polytechnic Việt Nam hưởng tri thức tiên tiến. Phương pháp đào tạo lý thuyết kết hợp thực hành qua các dự án thực tế giúp sinh viên không chỉ có kiến thức chuyên môn mà còn có kỹ năng nghề nghiệp, tự tin bước vào thị trường lao động cạnh tranh. Trước khi học chuyên ngành, sinh viên sẽ được bổ sung tiếng Anh theo năng lực, đồng thời trang bị kỹ năng và tư duy định hướng chuyên ngành giúp sinh viên học tập và phát triển tốt hơn. Sau khi hoàn thành chương trình, sinh viên sẽ nhận bằng tốt nghiệp The Melbourne Polytechnic Australia Cup có giá trị toàn cầu. Với bằng này, sinh viên tự tin làm việc tại các doanh nghiệp trong nước và quốc tế ngay sau khi tốt nghiệp. Lấy sinh viên làm trọng tâm, Melbourne Polytechnic Việt Nam tạo điều kiện cho sinh viên học tập và thực hành qua các dự án thực tế từ doanh nghiệp, tham gia workshop và seminar nâng cao kỹ năng. Sinh viên được Melbourne Polytechnic Úc cấp tài khoản truy cập hệ thống học tập, giúp tiếp cận kho tài nguyên học liệu phong phú. Các dự án cuối môn học được đánh giá chất lượng bởi tổ chức giáo dục FPT và Melbourne Polytechnic Úc. Phòng ban chức năng luôn hỗ trợ để đảm bảo sinh viên có trải nghiệm học tập tốt nhất. Các hoạt động văn hóa, thể thao và tình nguyện được tổ chức nhằm tạo môi trường học tập tích cực và hỗ trợ rèn luyện sinh viên. Phòng quan hệ doanh nghiệp mở rộng mối quan hệ với các doanh nghiệp và giới thiệu việc làm cho sinh viên. Melbourne Polytechnic Việt Nam hướng tới việc trang bị cho người học khả năng ngoại ngữ vượt trội, các kiến thức và kỹ năng theo tiêu chuẩn 100% của Úc. Từ đó, người học có cơ hội cạnh tranh trong môi trường làm việc quốc tế tại Việt Nam cũng như là có cơ hội để vươn ra thế giới. Được vận hành bởi tổ chức giáo dục FPT, Melbourne Polytechnic Việt Nam tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên tốt nghiệp sau khi ra trường. Sinh viên hoàn toàn có thể làm việc tại các tổ chức quốc tế tại Việt Nam cũng như là ra nước ngoài tiếp tục quá trình công tác của mình. Lộ trình học tập rõ ràng, Melbourne Polytechnic mở ra nhiều con đường sau tốt nghiệp cho sinh viên. Sinh viên có thể lựa chọn đi làm ngay hoặc học chuyển tiếp lên bậc học cao hơn. Đặc biệt, sinh viên sẽ có cơ hội nhận được học bổng lên đến 50% học phí nếu học chuyển tiếp sang Melbourne Polytechnic, Úc. Hiện tại, Melbourne Polytechnic Việt Nam đang mở đợt tuyển sinh ngành công nghệ kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật cơ điện tử với các suất học bổng lên tới 50% học phí. Điều kiện xét tuyển: tốt nghiệp trung học phổ thông. Các bạn học sinh lớp 12 quan tâm có thể liên hệ với hotline 0961 398 466 để được tư vấn hỗ trợ đăng ký.